Cùng với đội tuyển Việt Nam, Malaysia và Singapore đang là hai cái tên cạnh tranh cho tấm vé vào bán kết tại AFF Cup 2022. Giữa Malaysia và Singapore, đội tuyển nước nào sẽ cùng với Việt Nam vào bán kết tại AFF Cup 2022? Câu trả lời sẽ có sau 90 phút sắp tới tại sân Bukit Jalil. Chào mừng các bạn đến với những dự đoán tỷ số trận đấu bóng đá AFF Cup 2022 giữa Malaysia và Singapore diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 3 tháng 1 năm 2023 được phát trên kênh YouTube Tin bóng đá. Trên bảng xếp hạng hiện tại đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu với 7 điểm, với hiệu số dương 9, Singapore có cùng điểm số nhưng hiệu số kém hơn là dương 3. Trong khi đó Malaysia hiện đứng thứ ba với 6 điểm cùng hiệu số dương 3. Với tình thế hiện tại ở trận đấu giữa Malaysia và Singapore được người hâm mộ bóng đá khu vực Đông Nam Á chờ đợi. Trận đấu này không chỉ mang ý nghĩa quyết định cho tấm vé và vòng bán kết của hai đội mà mà còn bởi đây là hai đội bóng láng giềng có nhiều duyên nợ lâu nay. Tại AFF Cup 2020, Malaysia đã không thể vượt qua vòng bảng. Điều này chỉ xảy ra 4 trên 13 lần tham dự giải đấu của họ, mang lại một đau lớn cho người hâm mộ xứ mã. Chắc chắn họ không muốn thành tích đáng buồn này lặp lại. Tại bảng B AFF Cup năm nay, Malaysia là cái tên được đánh giá cao thứ hai chỉ sau Việt Nam. Hiện tại Malaysia đang có 6 điểm sau khi trải qua 3 trận đấu, trong đó thắng Lào và Myanmar ở hai lượt trận đầu tiên ở vòng bảng AFF Cup 2022 đến lượt trận thứ 3 Malaysia để thua Việt Nam 0-3 trên sân Mỹ Đình. Ở lượt trận cuối cùng bảng B AFF Cup 2022 Malaysia sẽ đối đầu với Singapore. Đây là trận đấu sinh tử để giành tấm vé vào vòng trong. Một chiến thắng trước đội tuyển Singapore sẽ giúp đội tuyển Malaysia giành tấm vé đi vào vòng knock out. Thậm chí đội tuyển Malaysia sẽ giành ngôi đầu bảng trong trường hợp đội tuyển Việt Nam hòa hoặc thua Myanmar. Ở phía đối diện, Singapore cũng đang có một khởi đầu tốt ở AFF Cup năm nay. Ở hai lượt trận đầu tiên, Singapore chỉ phải đụng độ với Myanmar và Lào và có hai trận thắng. Trong đó, trận đấu thứ ba gặp đội tuyển Việt Nam họ hòa trước đội bóng mạnh hơn dù chỉ kiểm soát 24% bóng. Singapore đã có phong độ tốt và có cơ hội vào bán kết AFF Cup 2022 nếu hòa hoặc vượt qua Malaysia ở lần trận cuối ở vòng bảng. Trước khi thủ kỵ dơ lại đá trên sân nhà, như Malaysia liệu Singapore có thể hướng đến một chiến thắng để tiếp tục đi tiếp vào vòng bảng. Ở lần gặp gần đây, đội tuyển Singapore từng thắng Malaysia 2-1 nhờ cú đúp của tiền đạo Isan Fandi hồi tháng 3 ở giải giao hữu Tam hùng. Tuy nhiên, ở AFF Cup 2022, Isan Fandi đã không thể tham dự do bị chấn thương. Nhà cái nhận định Malaysia xếp cửa trên và đưa ra tỷ lệ chấp 0,75 trước Singapore tỷ lệ cược của Malaysia và Singapore ở kiểu đấu này là không quá chênh lệch với tỷ lệ như vậy có vẻ tin tưởng Malaysia sẽ là lựa chọn hợp lý hơn Malaysia đang thi đấu không tệ ở giải đấu năm nay và đây là trận đấu mà họ có lợi thế sân nhà trong khi đó Singapore vẫn đang thi đấu chưa thực sự thuyết phục và đọc khách cho một đối thủ có trình độ tốt họ có thể sẽ gặp khó khăn Malaysia được dự đoán sẽ có 3 điểm ở trận đấu này Singapore đang có một khởi đầu tốt ở F-Cup năm nay tuy nhiên với hàng công không quá nổi trội trong khâu vi bàn nên rất khó để Singapore có thể xuyên thủng màn lưới của Malaysia. Trên sân nhà Malaysia đang có phong độ rất cao với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp và đây là trận đấu mà họ hoàn toàn có thể chơi nhỉnh hơn Singapore. Thêm một yếu tố nữa, Malaysia có thời gian nghỉ dài hơn nên các cầu thủ có thể lực tốt hơn Singapore. Với những gì đã phân tích ở trên, tin bóng đá dự đoán Malaysia sẽ có chiến thắng 1-0 trước Singapore trên sân nhà để giành vé vào bán kết cùng đội tuyển Việt Nam. Theo bạn dự đoán tỷ số trận đấu giữa Malaysia và Singapore ở lượt trận cuối ở bảng B AFF Cup 2022 sẽ ra sao? Tỷ số trận đấu nghiêng về đội nào và đội giải nước nào sẽ giành chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến nhận định bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh Tim bóng đá để ủng hộ chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.